Trong vài ngày trở lại đây, số ca F0 mới tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng nhẹ ở mức là trên 1.500 ca một ngày. Một điều đáng lưu ý là hiện tỷ lệ tử vong chiếm 3,8% trên tổng số ca nhiễm COVID-19. Tỷ lệ này được nhận định là cao tương đương với cả giai đoạn đỉnh điểm vào hồi tháng 7, tháng 8. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có lý giải cho vấn đề này tại buổi họp báo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh mới diễn ra. Sau khi phân tích các trường hợp tử vong trong mấy ngày qua đó, có cái số không nhỏ do ở các cái bệnh từ nặng và rất nặng từ các tỉnh họ chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Thì này là vấn đề hỗ trợ cho các tỉnh, chúng ta không có được quyền là từ chối tiếp nhận những ca bệnh nặng. Cái thứ hai nữa là có một số tử vong do bệnh nền, có quá nhiều bệnh nền. Và cái cuối cùng chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ rất lớn, trong đó người già trên 65 tuổi chiếm tỷ trọng không nhỏ trong số mà ca tử vong trong cái thời gian đó.